Hello, hello. Tiếp tục đọc truyện Mao Sơn nào. Mao Sơn chốc quỷ nhân, chương 2791, Quốc vương diễn thuyết 1. Tỉnh lại, liền chúng ta những người này đúng không? Trương Vô Sinh nhìn quanh tả hữu hỏi. Còn có mấy cái, Diệp Thiếu Dương làm bánh bao đi khách điếm đem qua qua cùng Trần Duyệt gọi tới. Còn có phía trước, đi tắt phóng hỏa cái đằng Vĩnh Thanh cùng khúc sóng. Bánh bao lĩnh mệnh rời đi. Trà, cho ta tới điếm trà. Trương Vô Sinh ở bậc thang ngồi xuống, nhìn cả triều văn võ, có một loại xuyên qua cảm giác. Diệp Thiếu Dương làm cung nữ thượng trà, Trương Vô Sinh phẩm một ngụm khen, cực phẩm đại hồng trà, hồng bào, a. À, đừng nói uống trà sự, thảo luận điểm khác. Trương Vô Sinh buông bát trà nói, sự tình không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Bọn họ không giết chúng ta, nhất định là có lý do, bằng không chính là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trung gian sửa đổi kế hoạch, còn có các ngươi một đường vào thành, tao ngộ đến cái gì, giống dạng chống cự không có. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, chỉ có ngươi là khó đối phó nhất. Trương Vô Sinh nghe xong lời này lâm vào tự hỏi, này không khoa học, đúng rồi sư thúc. Ngươi nãy hai kiện pháp khí, vì cái gì còn ở trên người, ta như thế nào đều không thấy. Ta nào biết, có lẽ là ta đương vai ác duyên cớ đi. Trương Vô Sinh thở dài, hướng Ngọc Thụ thượng một dựa, bất đắc dĩ nói, vốn dĩ cho rằng ta già rồi, giới pháp thuật sự có thể giao cho các ngươi, không nghĩ tới như vậy, già rồi còn muốn như vậy lăn lộn, ngẫm lại thật là mệnh khổ. Diệp Thiếu Dương vỗ hắn bả vai cười nói, ngài nhưng bất lão, không thể tổng làm người trẻ tuổi làm nổi bật, không phải có một số việc nên thượng còn phải thượng. Ra gì nổi bật a, mạng nhỏ đều giữ không nổi. Trương Vô Sinh ai thán, ở trên người lăn qua lăn lộn lại tìm thuốc lá không tìm được, nhưng thật ra đem tiền bao tìm ra, đem bên trong tạp cùng tiền mặt đều đảo ra tới, đếm nửa ngày nói giống như thiếu 5 đồng tiền nga, giống như tới phía trước mua bình coca đi, coca đâu. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, ngươi có cái gì kế hoạch? Trước đem pháp khí tìm trở về, đây là chuyện thứ nhất. Diệp Thiếu Dương nói chính mình cảm ứng được pháp khí vị trí. Trương Vô Sinh nhíu mày tự hỏi lên, sau đó chính là tìm kiếm cửu tinh điệp khí trận, mắt trận, thánh linh hội tổng đàn, còn có tinh nguyệt nô, nói vậy cũng liền ở kia. Tìm được rồi, phỏng chừng muốn đại chiến một hồi. Trương Vô Sinh tiếp tục loát chính mình chòm râu lẩm bẩm nói, nếu thật là đánh một trận là có thể giải quyết sự, đảo cũng dễ dàng. Đánh một trận không được liền đánh hai giá. Thiếu Dương run lên cái cơ linh. Trương Vô Sinh không cười, lúc sau vài người cùng nhau thương lượng hạ. Trước liền ở trong cung xuống dưới, một bên tìm kiếm tứ bảo bọn họ, một bên ổn định thế cục. Qua qua mang theo Trần Duyệt bị bánh bao nhận được trong cung. Thế nào, tẩu tử, chờ ta làm hoàng đế, ngươi chính là hoàng tẩu. Diệp Thiếu Dương hướng nhìn qua vẻ mặt mộng bức Trần Duyệt nói, ta chỉ cảm thấy đây là một giấc mộng, ta liền hy vọng ta chạy nhanh tỉnh lại. Trần Duyệt nhéo qua qua tay sợ hãi mà nói, hiện tại qua qua thành nàng duy nhất dựa vào. Qua qua cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này, vẫn luôn bồi ở bên người nàng, các loại an ủi. Kim Loan Điện, mặt sau chính là các cung điện, mỗi cái phi tử một chỗ. Diệp Thiếu Dương đoàn người đem hoàng đế áp giải đến hắn tẩm cung, phương tiện nghỉ ngơi. Những cái đó quan viên gì đó đều làm đi vào, bọn họ nguyện ý canh giữ ở ngoài cung, khiến cho bọn họ ngốc, dù sao nhìn thật không thấy,
bằng không bị thương, trăm cá nhân nhìn chằm chằm, cảm giác luôn là thật biệt nữ, nói chuyện cũng không có phương tiện. Đây là hoàng đế trụ địa phương A, tiểu mã đám người vào hoàng đế tẩm cung, rất có hứng thú mà tham quan lên. Tuy rằng này hết thảy không phải thật sự, nhưng rốt cuộc cũng là đối chiếu chân thật, bắt chước mà kiến. Mới nhỏ thôi ạ. Chân thật bắt chước mà lên cùng cổ đại hoàng cung hẳn là không kém, tráng lệ huy hoàng, sở dụng bức màn, bố màn, trên giường đồ dùng gì đó. Tất cả đều là kim hoàng sắc lót nền, xứng với loại hình thái hoa văn trang trí, làm người hoa cả mắt. Tiểu mã hình chữ X mà nằm ở trên giường, từ bên ngoài tiếp đón chính mình mấy tên thủ hạ tiến vào, làm cho bọn họ đi hỏi thăm bên ngoài tình huống. Bởi vì Đằng Vĩnh Thanh vẫn luôn không trở về, Diệp Thiếu Dương lại làm bánh bao đi ra ngoài tìm kiếm. Đợi một hồi cái kia gợi cảm xinh đẹp nữ yêu trở về, hướng tiểu mã hội báo. Bên ngoài nổi lên chiến tranh rồi, tuy rằng Trương Vô Sinh còn có mặt khác bốn cái cầm quyền tướng quân đều thanh tĩnh, nhưng vẫn là có mấy cái đóng quân ở kinh thành, thanh thân, quanh thân, cái gì Bắc đợi danh, Nam đợi danh, này vậy, này vài vị quân sự trưởng quan đã được đến tin tức đã tổ chức bộ đội triều binh triều kinh thành xuất phát. Tiểu mã chủ động yêu cầu đi đem mấy cái tướng lãnh trảo lại đây. Bạch Mi, hai người cùng đi đi. Hắn một cái động tay động chân. Đúng rồi, đừng đem người cấp giết. Vạn nhất cùng chúng ta Trương trưởng giáo giống nhau là pháp sư biến đâu. Ngô Gia Vĩ cười nói, yên tâm đi, nếu thật sự là Trương sư thúc như vậy, ta cũng không phải đối thủ. Bọn họ đi rồi, Diệp Thiếu Dương đoàn người tiếp tục chờ đãi, làm qua qua đỡ Trần Duyệt đi trước bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương hiện tại tâm tình nhưng thật ra thoải mái nhiều, bên người quen càng ngày càng nhiều, ban đầu loại này một mình chiến đấu hăng hái cảm giác đã không có. Chư vị hảo hán muốn hay không uống điểm cháo? Hoàng đế lúc này cảm xúc ổn định xuống dưới, thật cẩn thận mà lôi kéo làm quen. Cháo, hoa quế, chè, hạt sen, chấm thích nhất trong cung phòng. Cho ta tới một chén. Trương Vô Sinh vừa nghe đôi mắt liền sáng. Lại cho ta tới chút điểm tâm, không được uống. Bích Thanh rống lên. Trương Vô Sinh cùng Hoàng đế giật nảy mình kinh ngạc nhìn nàng. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại nói, nàng là Bạch Liên Hoa Tinh A, hận nhất người khác ăn hạt sen. Trương Vô Sinh vô ngữ, hoàng đế chạy nhanh tỏ vẻ còn có khác cháo, vì thế gọi tới cung nữ, một người cấp thượng một chén đại gia uống cháo liêu lên. Diệp Thiếu Dương luôn mãi thử hoàng đế, hắn lại cái gì cũng không nghĩ ra. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, bánh bao không phải sẽ thuật đọc tâm sao, chờ hắn trở về. Nhưng thật ra có thể cho hắn đối hoàng đế dùng một chút thử xem. Đối còn có Trần Duyệt, xem có thể hay không hỗ trợ tìm ra bọn họ chân thật thân phận. Kết quả về trước tới là Ngô Gia Vĩ mang về một cái kinh người tin tức, bên ngoài đã thiên hạ đại loạn, sự tình phát sinh đến thập phần hấp tấp. Hắn cùng tiểu mã đuổi tới ngoài thành thời điểm, đã có một đội đóng quân ở kinh thành phụ cận quân đội chạy tới, không nói hai lời liền đấu võ. Này đó binh lính huấn luyện có tố, vốn dĩ bọn họ người là đánh không lại, kết quả kia chi bộ đội binh lính phàm là bị thương lập tức liền hiện hình, tự nhiên cũng đều là các loại tà vật. Sau đó địch ta chẳng phân biệt mà công kích lên, hai người bọn họ xem trường hợp mất khống chế liền làm chính mình người đi vào trong thành tới, đem cửa thành đóng lại, những cái đó tà vật liền đi công kích chính bọn họ bộ đội, này liền tất cả đều lộn xộn. Sau lại toàn bộ đội trừ bỏ số ít đào tẩu, còn lại toàn thành tà vật, một bộ phận người bắt đầu công thành, bọn họ người hiện tại còn ở ngăn cản, còn lại tứ tán bôn tẩu đều chạy mất. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mốt mồm, chạy nhanh làm Bích Thanh bọn họ mấy cái cùng đi thủ thành, làm cho bọn họ tận lực không cần thương tổn những cái đó tà vật trước đó chống đỡ, chờ bọn hắn lệ khí
đều tiêu mất sẽ dần dần tìm về ký ức, lúc đó lại kêu gọi bọn họ đoàn kết lên. Mao Sơn Trúc Quỷ Nhân, chương 2792, Quốc Vương Diễn Thuyết Nhị. Ngươi một cái pháp sư đều mau bị buộc thành thống soái. Trương Vô Sinh bưng tổ yến cháo lắc lắc đầu, bằng không ngươi liền lưu tại nơi đương hoàng đế hảo. Diệp Thiếu Dương nhún vai cười cười, hắn biết rõ chính mình thật sự không phải này khối liễu. Nếu quân sư ở thì tốt rồi, khẳng định có thể thu phục trước mắt cục diện. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa hoài niệm, nổi lên Lâm Tam Sinh. Tới rồi buổi tối, Tiểu Mã bên kia thám tử không ngừng hồi báo, có vài lộ đạo đại quân khoái mã tới rồi, bất quá tới gần kinh thành thời điểm, bị những cái đó phát cuồng tà vật công kích, cũng đều hoàn toàn rồi loạn bộ. Trong đó có một ít sớm nhất phát cuồng, cuồng kính đã qua, vọt tới kinh thành bên này. Tiểu Mã an bài mấy cái giọng đại tà vật ở trên tường thay phiên kêu gọi, hợp nhất không ít. Tới rồi sau nửa đêm thật là thiên la đại loạn. Diệp Thiếu Dương phía trước tưởng tượng quá cái loại này ôn dịch thức lan tràn, rốt cuộc sinh ra kinh thành ngoại cánh đồng bát ngát hương thượng, nơi nơi đều là tà vật ở chém giết, cũng không ngừng có tà vật vọt tới kinh thành bên ngoài. Tới rồi hừng đông thời gian, từ các nơi vọt tới tỉnh táo lại tà vật càng ngày càng nhiều. Tiểu Mã phái càng nhiều người đứng ở bốn tòa cửa thành thượng trấn an bọn họ, nhưng là này đó tà vật phát hiện chính mình tới rồi xa lạ thành thị đều thực sợ hãi. Đối với Tiểu Mã những cái đó thủ hạ nói chân tướng cũng là bán tín bán nghi, sợ là bị bẫy rập, rất nhiều tà vật cũng không dám vào thành, liền ở dưới thành ngốc, dựa lưng vào tường thành chống đỡ, từ bốn phương tám hướng bôn tập mà đến phát cuồng tà vật. Từ bình tĩnh đến cuồng loạn chỉ là một buổi tối. Lúc này Bạch Hổ Đường đã sớm người đi nhà trống, không ai ra tới quản sự. Liền tính Bạch Hổ Đường người còn ở cũng không có khả năng thay đổi cục diện. Toàn bộ thế giới trật tự cũng chưa, trong kinh thành những cái đó văn võ bá quan cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ tuy rằng bị giáo huấn ký ức, cho rằng hết thảy đều là thật sự, nhưng là trước mặt loại này đáng sợ loạn cục vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối. Thế giới quan bị chấn động, một đám mộng bức mà đứng ở đường thượng. Diệp Thiếu Dương từ hoàng cung ra tới, nhìn đến những người này đột nhiên nhớ tới đã quên đánh thức bọn họ, vì thế kêu đại gia cùng nhau động thủ, trước đem bọn họ khống chế, sau đó từng cái gián phù lại đưa bọn họ từng bước đánh thức. Những người này bản tôn có tà vật cũng có pháp sư, đại bộ phận đều là biết Diệp Thiếu Dương cùng Trương Vô Sinh, nhất thời này băng nhân không bao giờ thủ hoàng đế đối bọn họ hai người nạp đầu liền bái, thỉnh cầu bọn họ chủ trì đại cục, dẫn bọn hắn cùng nhau hồi nhân gian đi. Diệp Thiếu Dương liền những cái đó cung nữ thái giám cùng nhau đánh thức. Diệp Thiếu Dương làm bánh bao trông coi hoàng đế, chính mình đến ngoài nhìn xem tình huống thế nào. Một đường đi vào ngoại thành, bò lên trên tường thành, mọi nơi nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là sinh linh. Nơi xa không ngừng truyền đến chém giết kêu to thanh âm. Tới bên gần bên này sinh linh, đại đa số đều đôi ở tường thành phía dưới, ngẩng đầu nhìn không trung. Tiểu Mã ở chỗ này thủ hạ, kia chỉ đại biểu ở không trung xoay quanh cao giọng kêu. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, ta biết các ngươi đều sinh hoạt ở 2018 năm, tất cả mọi người đều là từ bên kia lại đây. Đây là bị Thánh Linh Hội sáng lập ra tới một cái thế giới, đối chúng ta tới nói, nó là không tồn tại, là giả dối. Các ngươi đều là bị tẩy não, mà nay các ngươi thanh tỉnh,
muốn nhận rõ tình thế, sớm cho kịp quy thuật chúng ta phục tùng quản lý, chúng ta sẽ không từ bỏ các ngươi. Chúng ta là bắt quỷ liên minh, thiên sư Diệp Thiếu Dương ở chủ trì cục diện, chúng ta nhất định sẽ chủ trì công đạo, mang theo đại gia rời đi. Trương Vô Sinh thấy một màn này, cảm khái nói, trường nợ hợp này, đảo làm ta nhớ nhớ tới chúng ta, hoa hạ lịch sử, dân như con kiến, lại là quốc chi căn bản, một khi bá tánh đều tạo phản, cường đại nữa chính quyền cũng vô pháp khống chế cục diện. Diệp Thiếu Dương nói, chính là ở chỗ này lại không giống nhau, liền nói Tinh Nguyệt Nô, hắn là nơi này chủ tế, là quy tách định giả, giống như là cổ hậu đại hoàng đế đi, khống chế thiên hạ. Liền tính mọi người cùng nhau tạo phản, cũng không thể đem nàng thế nào đi, bằng không pháp thuật hiệp hội, cũng sẽ không đến bây giờ còn không có động tĩnh. Không phải còn có chúng ta đi, cổ đại, khởi nghĩa, cũng cần phải có dẫn đầu. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói cái gì, đột nhiên im lặng. Tường thành phía dưới truyền ra một thanh âm nói. Nói bừa, chúng ta như thế nào biết ngươi không phải muốn gạt ta. Nhóm vào thành giết chúng ta, thế giới này hết thảy đều không đáng tín nhiệm. Chúng ta dựa vào cái gì tin các ngươi? Xung quanh lập tức vang lên phụ họa thanh âm. Đúng vậy, chúng ta như thế nào biết các ngươi không phải pháp thuật hiệp hội chó săn? Không sai, toàn bộ pháp thuật giới đều bị ăn mòn. Nào có cái gì người có thể chủ trì công đạo? Không phải nói tên Diệp Thiên Sư ở sao? Làm Diệp Thiên Sư ra tới, chúng ta liền tin. Cũng chỉ có hắn vẫn luôn luôn đối kháng pháp thuật hiệp hội. Đại gia lập tức ồn ào, thanh âm càng lúc càng lớn. Diệp Thiếu Dương trên mặt có chút phát sốt, có điểm xấu hổ mà quay đầu xem Trương Vô Sinh. Trương Vô Sinh minh bạch hắn ý tứ, thở dài. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bọn họ nói không sai. Ngươi mới là này nước lũ trụ cột vững vàng, ta già rồi. Điệu thấp liền hảo, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thiếu Dương làm hắn thể nghiệm này một phen, đối với ngươi tương lai cũng là tốt. Diệp Thiếu Dương đang ở nhấm nuốt hắn này phiên trong lời nói thâm ý. Trương Vô Sinh đẩy hắn một phen, nên ngươi đi trấn an nhân tâm, ngươi đi nói điểm cái gì làm mọi người xem đến ngươi. À, nhiều người như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh như thủy triều đám người, những cái đó ngẩng tới đầu lập tức liền túng. Tuy rằng ngày thường nói năng ngọt xớt không có gì ra mặt, nhưng là làm trò nhiều người như vậy mặt lên tiếng vẫn là lần đầu. Diệp Thiếu Dương còn ở do dự, Trương Vô Sinh đột nhiên cao giọng hô, chư vị yên lặng, vị này chính là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương, thiên sư nhân gian pháp thuật giới tuyển thiên tuyển chi tử, các ngươi nhưng thấy rõ ràng. Diệp Thiếu Dương ba chữ vừa ra tới, phía dưới lập tức liền an tĩnh, vô số sinh linh xoát một chút đem đầu đều chuyển qua tới, nhưng là nơi này không chung không có ánh trăng, nhìn không tới hắn mặt, vì thế rất nhiều người la hét nhìn không thấy. Tiểu Mã làm thủ hạ lộng hai cái cây đuốc lại đây, hai người một tả một hữu đánh đem Diệp Thiếu Dương mặt chiếu sáng lên. Đi 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 Nam Thành Môn. Trương Vô Sinh để Diệp Thiếu Dương một phen, Diệp Thiếu Dương cảm giác hai chân đều ở run lên, máy móc mà đi đến Nam Thành. Trên cửa nhân gian lấy Nam vi tôn, kinh thành cửa Nam là cao lớn nhất. Diệp Thiếu Dương bị hai cái cây đuốc chiếu bò lên trên thành lâu tối cao địa phương. Đi lên trong quá trình bởi vì hai chân cứng đờ, còn một chân không dám ổn, thiếu chút nữa ngã xuống. Đám người bôn tẩu bẩm báo cũng đi theo hắn chậm rãi di động, tất cả đều tụ tập ở dưới thành, liếc mắt một cái xem đi xuống, nơi nơi đều là đầu người. Diệp Thiếu Dương liền có điểm vựng, hai chỉ cây đuốc chiếu hắn mặt. Diệp Thiếu Dương cảm giác miệng phát làm không ngừng nuốt nước miếng, thật là Diệp Thiên Sư.
Ta đã thấy hắn, ta đã thấy, thật là hắn. Có cái pháp sư kêu to lên, hơn nữa không ngừng một cái sinh linh gặp qua hắn, cho nhau ứng hòa. Đại chúng lúc này mới tin tưởng hắn là thật Diệp, là Diệp Thiếu Dương. Hôm nay đến đây thôi các bạn.